hồi từng rồi đi biểu diễn nhảy tên sư ở trường được Chê Chu tổ chức á, rồi cái mình với dì Bảy với ông Kim đi theo để ủng hộ Bi với các chị nhảy. Mà được hôm nay là trời nắng quá trời nắng luôn, nắng đến nỗi mà ai cũng phải ngồi che dù che ô gì hết nè. Rồi đi về cái mặt bị nám luôn cả nhà, bị nám tàn nhang luôn, rồi cổ với lại tay bị đen quá trời đen luôn. Hôm nay mình mới khỏe khỏe một chút xíu để mình edit cái video này nè, chứ cái giọng mình bây giờ nói không có thở, không có ra hơi luôn cả nhà, nói rất là gắng luôn, cố gắng dữ lắm luôn mới nói được này nè, chứ mấy bữa nay là hình như là không nói được luôn á. Hôm nay là Bi đi nhảy biểu diễn cho nên là rất là chăm chú tới cái vẻ bề ngoài, ví dụ như là trang phục nè, với lại đầu tóc, rồi trang điểm nữa, tại vì thầy giáo nói là mình phải trang điểm cho nó cũng thật kỹ càng, cho nó tôn lên được cái khuôn mặt của những người nhảy hip hop. Tại hôm nay cái bài nhảy của Bi là nó thuộc về hip hop đó cả nhà, nó dancer nó năng động á. Lần đầu tiên mình vẽ highlight cho Bi đó cả nhà, tại vì đông quá trên trường người ta không có vẽ cho kịp á, xong rồi mình tự làm luôn, mình ở nhà mình có cây á mình vẽ luôn. Bình thường cái nhóm của Bi đi nhảy như vậy á thì lúc nào cũng được giải, nhưng hôm nay rất là bất ngờ luôn là nhóm của Bi nhận được một cái giải vàng và một cái giải nhất tổng hợp của cái chương trình ngày hôm nay luôn. Chờ Park Sun Kim 반갑습니다. 끝까지 치십시오.
자, 우리 청순 한번 제주특별자치도 교육감상이 맞나요? 네. 자, 발표하겠습니다. 드림코어 오케스트! 자, 대표 한 명 나와주시면 감사하겠습니다. 자, 제72982호 상장 청소년구 금상 드림코어 댄스팀 제8회 제주특별자치도 체조협회장배 체조대회에서 위와 같이 우수한 성적으로 입상하였기에 이 상장을 수여합니다. 2024년 6월 16일 제주특별자치도 교육감
김광수 축하드립니다.